Thưa quý chị, nhà là tổ ấm, là nơi để chúng ta trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng những người vô gia cư lại không có được hạnh phúc đó. Khi mà đêm xuống, họ không biết đi đâu và về đâu. Và để phần nào sưởi ấm yêu thương, gần 10 năm qua, nhóm thiện nguyện ấm đã rong ruổi trên khắp thành phố Hà Nội trao hơi ấm đến những người kém may mắn trong cuộc sống. Và chuyện tử tế ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng gặp gỡ nhóm ấm với việc làm đầy tính nhân gian này. Đều đặn 23 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần, nhóm tình nguyện ấm tập trung chuẩn bị các món quà dành tặng cho người vô gia cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban đầu nhóm chỉ có vài thành viên tự nguyện quyên góp quần áo và chuẩn bị đồ ăn dành tặng cho những người khốn khó. Trong đó chị Nguyễn Hoàng Thảo là người đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện. Sau này chị Thảo sang nước ngoài du học, vị trí trưởng nhóm được giao lại cho anh Vũ Trung Anh, người đã dẫn dắt nhóm hoạt động trong suốt nhiều năm qua. Từ thời sinh viên của mình, thì trong cái thời gian mà mình rảnh rỗi thì mình cũng muốn tìm hiểu, muốn làm hoạt động nào có ý nghĩa. Và mình đã tìm đến với ấm. Và sau một khoảng thời gian là 4 tháng mình đắn đo, bởi vì thời điểm đấy là mình còn sinh viên, chưa độc lập được tài chính, và hai cũng đi đêm, một phần là hoạt động của ấm là đi đêm nữa, nên là mọi người cũng rất là lo khi mình nói rằng mình đi đêm, phát từ thiện đêm như thế, thì mọi người rất lo lắng. Thì sau 4 tháng thì mình quyết định là đi tham gia ấm, và mình đã gắn bó với ấm từ thời điểm năm 2013 cho đến bây giờ. Và cái động lực mà giúp mình gắn bó được với ấm thì đó là những người vô gia cư. Bởi vì những người ở cư thì mới đầu thì mình cảm giác đó là đầu tiên là những cái người mà đối tượng rất là đáng thương và rất cần được nhận sự hỗ trợ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc dần với họ thì ngoài là họ những người đối tượng cần mình hỗ trợ ra, thì mình đã khá thân thiết với họ rồi, thì mình cảm thấy là họ như là một những cái người thân của mình, như là bạn bè của mình, chứ không phải là những cái đối tượng mà mình đang hỗ trợ nữa. Thông thường mỗi chuyến đi phát quà cho người vô gia cư của nhóm sẽ kết thúc vào lúc 2 đến 3 giờ sáng. Những phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như đồ ăn, quần áo, nước. Để phát quà cho người vô gia cư, nhóm phải đi tới những ngõ ngách của thành phố. Lâu dần những mảnh đời bất hạnh như những người thân với mỗi tình nguyện viên. Mình tham gia ấm thì cũng là cái duyên thôi. Thì mình được một người bạn giới thiệu ấy. Thì mình cũng muốn là tham gia thì mới đăng ký thôi. Xong thì dần dần đến bây giờ thì là hàng tuần, cứ bảy hàng tuần thì mình đi ấm như bây giờ. Mình cũng cảm thấy là mình sẽ làm một việc mình giúp người ta để cho cuộc sống người ta bớt khó khăn thôi. Mình cũng không muốn là vì một cái gì đó, chỉ là đơn giản là để người ta có cuộc sống tốt hơn thôi, mà có thể chia sẻ cùng ta những lúc người ta khó khăn hoặc người ta về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ấm hoạt động suốt những năm qua dựa trên sự huy động trợ giúp cũng như tấm lòng hảo tâm, mọi đóng góp luôn được nhóm công khai cập nhật chi tiết. Điểm đặc biệt của nhóm ấm không hỗ trợ bằng tiền mặt, số tiền được quyên góp nhóm sẽ quy ra thành những nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm sẽ tìm hiểu từng hoàn cảnh và đưa ra các phương án để giúp đỡ. Trong đó có giúp những người khó khăn có được công việc để trang trải cuộc sống. Mình biết đến ấm nhờ sự giới thiệu của một số người bạn. Và trong cái giai đoạn mà dịch thì bên mình có phối hợp với ấm để cùng hỗ trợ cho người vô gia cư. Khi mà mình quan sát cái cách làm việc của ấm với các nhóm khác thì mình thấy là ấm là một nhóm thiện nguyện, hoạt động rất là bền bỉ, rất là có tâm và nhiệt huyết. Tức là các bạn ý, mình biết là các bạn ý đã làm từ rất là nhiều năm rồi, các cái hoạt động của các bạn ý khá là đều đặn, thường xuyên và có cái tính minh bạch rất là tốt. Những cái hỗ trợ của ấm thì mình đánh giá là nó đều xuất phát từ chính cái nhu cầu của cái cộng đồng mà các bạn ấy đang hỗ trợ, nhưng mà nó cũng được thực hiện rất là chỉn chu, nó cũng được thực hiện rất là đầy đủ và nhân văn. Thời gian đầu chẳng hạn thì bên mình đang có gặp khó khăn về vấn đề về tài chính. Dần dần sau khi hoạt động được một vài năm, 2 năm thì đã nhận được sự tin tưởng của mọi người, thì lúc ấy tài chính của mình đã ổn định, thì lúc đấy lại có thêm một khó khăn, đó là về đối tượng giúp đỡ, và hai là cái
tình hình sức khỏe, thì bởi vì thế nên là mỗi năm mình sẽ có một cái kế hoạch, một cái nội dung hoạt động phù hợp, thay đổi nó sẽ làm sao để cho phù hợp với cả nhu cầu của người vô gia cư. Cảm nhận đầu tiên của mình khi tham gia ấm thì đó là mình hãy sống thật chậm lại và quan sát những cái người xung quanh mình, vì có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình cần được hỗ trợ. Hoạt động từ năm 2013 đến nay, nhóm ấm đã giúp đỡ không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Tuy chỉ là những phần quà đơn giản, những lời động viên, chia sẻ, nhưng cũng đã sưởi ấm trái tim những người yếu thế giữa đêm lạnh.